nếu như có ai đó hỏi con là con định làm gì ở trong dịp lễ Tết Nguyên Đán? What are you going to do in the Lunar New Year? What are you going to do in the Lunar New Year? Trong dịp lễ Tết thì chúng mình có thể ăn bánh chưng đúng không? Mà bánh chưng này thì chúng mình hay gọi là Tết Cake, là loại bánh rất là đặc trưng trong Tết. Vì mình sẽ nói là I'm going to eat Tết Cake. I'm going to eat Tết Cake. Con có thể đi thăm gia đình họ hàng của các con trong dịp Tết đúng không? I'm going to visit my family. I'm going to visit my family. Trong dịp Tết này thì con còn sẽ được nhận tiền lì xì nữa. I'm going to get lucky money. I'm going to get lucky money. Trong dịp Tết thì con còn được xem thì sư tử múa đúng không? I'm going to watch a lion dance. I'm going to watch a lion dance. Và trong dịp Tết này thì mình không thể thiếu được là mình đi xem pháo hoa vào đêm giao thừa đúng không? I'm going to watch the fireworks. I'm going to watch the fireworks. Trong video này thì chúng mình đã vừa ôn luyện về những kế hoạch tương lai của chúng mình có thể làm gì ở trong dịp Tết. Vậy thì cô muốn là về nhà các con có thể luyện tập nói và nhờ anh chị hay bố mẹ của chúng mình hỏi chúng mình những câu hỏi là mình sẽ làm gì ở trong dịp Tết để chúng mình có thể luyện thêm những câu trả lời và những cái hoạt động mà chúng mình có thể làm trong Tết nhé. Cô và các con sẽ cùng gặp lại nhau sau nhé. Goodbye!